Khả năng kế tiếp đó thì một số người nhìn vào phân tích kỹ thuật các bạn thì gần đây chúng ta đã có hai cái sự kiện lớn và hai sự kiện này đó đều liên quan đến cái đường chéo giữa đường trung bình giá các bạn nhưng mà chúng ta nói tới là ngày với lại tuần thì đầu tiên hết đó, chúng ta sẽ nói tới golden cross các bạn hay còn gọi là giao cắt vàng. Đây là một cái hiện tượng mà khi chúng ta à, thấy cái à, đường SMA 50 ngày có nghĩa là cái đường giá trung bình 50 ngày chéo qua cái đường giá 200 ngày và cái xu hướng là cái xu hướng cắt lên. À, thì đây là một cái hiện tượng mà chúng ta cũng đã từng thấy xảy ra nhiều lần rồi và mỗi lần hiện tượng này xảy ra đó thì à, lại có nhiều cái sự xôn xao đây không phải là dấu hiệu chúng ta sắp sửa có một cái đợt bô lên mạnh hay là không thì để trả lời câu hỏi này chúng ta hãy nhìn vào lịch sử của những cái đợt mà chúng ta có golden cross điểm giao cắt vàng xảy ra trước đây à, thì chúng ta cũng đã thấy được là điểm giao cắt vàng xảy ra trong cái biểu đồ nến ngày đó cũng đã xảy rất nhiều lần rồi và chúng ta có thể nhìn thấy được là hồi tháng 1 năm 2012 đó khi mà hiện tượng này này xảy ra thì thật ra chúng ta thấy được là giá của BTC đã giảm 39% trong vòng 29 ngày rồi chúng ta thấy hiện tượng này một lần nữa xảy ra vào tháng 7 năm 2014 lúc đó chúng ta lại thấy được là giá giảm 76% trong vòng 183 ngày. Rồi chúng ta nói tới là một năm sau đó cũng tháng 7 luôn các bạn Nhưng mà năm 2015 Một lần nữa chúng ta đã thấy hiện tượng này xảy ra Nhưng mà sau đó thì giá của BDC giảm 29% trong vòng 39 ngày Rồi tới tháng 10 cũng năm đó luôn 3 tháng sau tháng 10 năm 2015 Hiện tượng này lại xảy ra một lần nữa Nhưng mà đợt này đó thì các bạn thấy được là giá lại tăng 69% trong vòng 7 ngày à, và tăng cực kỳ kinh khủng luôn 6.592% trong vòng 781 ngày rồi chúng ta à, nói tới năm 2019 tháng 4 hiện tượng này xảy ra thì chúng ta thấy được là giá của BDC tăng 159% trong vòng 64 ngày tháng 2 năm 2020 thì giá giảm 60% trong vòng 24 ngày tháng 5 năm 2020 giá lại tăng 28% trong vòng 89 ngày và lại tăng 573% trong vòng 329 ngày kế tiếp và chúng ta nói tới gần đây nhất là tháng 9 năm 2021 thì giá của BTC lại giảm 16% trong vòng 7 ngày rồi sau đó lại tăng 46% trong vòng 57 ngày sau khi mà có hiện tượng golden cross xảy ra thì ngay lập tức các bạn có thể nhìn thấy được là kết quả nó không có đồng thuận chúng ta thấy được là có lúc sau khi mà có hiện tượng này ra thì giá lại tăng có lúc thì giá lại giảm có lúc thì mới đầu là giá giảm rồi sau đó tăng và có lúc lại ngược lại cho nên cái mà chúng ta có thể nhìn thấy đây đó là hiện tượng này xảy ra nhưng mà đây là một cái hiện tượng có cái độ trì hoãn rất là cao các bạn cho nên khi mà hiện tượng này có độ trì hoãn cao như vậy đó thì chúng ta thật sự là cũng không thể nói lên được gì khi chúng ta nhìn vào lịch sử đâu có lúc là xấu có lúc là tốt cho nên nếu như các bạn chỉ dựa vào một cái dấu hiệu này thì các bạn cũng khó đưa ra quyết định lắm đó là điều đầu tiên điều thứ nhì là một số bạn à, nói tới cũng là một cái điểm giao cắt luôn nhưng mà cái này gọi là death cross các bạn hay là gọi là giao tử thì đây là cái hiện tượng xảy ra trong cái biểu đồ nến tuần của BTC và đây là cái lần đầu tiên chúng ta thấy là cái hiện tượng ngược lại xảy ra khi mà chúng ta thấy cái đường SMA 50 tuần chéo ngang qua cái đường SMA 200 tuần và cái xu hướng là cái xu hướng đi xuống thì hiện tượng này là hiện tượng ngược lại với lại golden cross thì có thật sự xấu hay là không lịch sử cho chúng ta biết gì và thật ra chúng ta không có lịch sử các bạn tại vì đây là cái lần đầu tiên chúng ta chứng kiến hiện tượng này xảy ra à, và tôi cũng đã từng chia sẻ sơ sơ với các bạn trước đây tại sao hiện tượng này đó lại xảy ra bây giờ và đây là lần đầu tiên à, tại vì tính theo ngày đó chúng ta đang ở trong một cái mùa bear market Thật sự tính theo ngày là một cái mùa bear market rất là dài các bạn chúng ta cứ nghĩ là cái hiện tượng golden cross hay là death cross xảy ra cũng rất là thường xuyên ở trong cái biểu đồ nắng ngày và khi điều đó xảy ra đó thì chúng ta đã có độ trì hoãn rất là cao rồi khi mà một cái hiện tượng tương tự xảy ra trong biểu đồ nến tuần đó thì cái độ trì hoãn nó còn cao hơn nữa và đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có chuyện này xảy ra đối với lại biểu đồ nến tuần của BTC cho nên chúng ta không có lịch sử các bạn nhưng mà để chúng ta có một cách nhìn tổng quát hơn đó, thì chúng ta có thể nhìn vào lịch sử của sự kiện này xảy ra ở trên biểu đồ của S&P 500 các bạn chứng khoán Hoa Kỳ. Chúng ta có thể nhìn vào chỉ số SPX. Thì khi chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì đây là một cái hiện tượng cũng rất là hiếm các bạn. Chúng ta nhìn thấy được lịch sử tính từ năm 1958 tới bây giờ thì khi xảy ra có vài lần mà thôi. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là năm 1958 đó khi mà hiện tượng này xảy ra, hiện tượng Death Cross xảy ra trong cái biểu đồ nến tuần của SPX à, thì chúng ta thấy được là sau đó đó thì chỉ số này tăng 36% trong vòng 39 tuần. Chúng ta thấy được là năm 1963 đó điều tương tự xảy ra thì tăng 65% trong vòng 301 tuần. Nhưng mà tới năm 1970 đó thì các bạn thấy được là khi hiện tượng này xảy ra thì lại có cái sự suy giảm 20% trong vòng 5 tuần. Tới năm 1974 đó thì lại giảm 35% trong vòng 24 tuần. Rồi 2001 chúng ta lại thấy cái sự giảm là 29% trong vòng 56 tuần Và tới năm 2008 đó, cũng khoảng thời điểm đó Thì lại giảm 29% trong vòng 20 tuần Thì như là các bạn đã thấy đây đó Cái sự tăng giảm sau khi có hiện tượng xảy ra thì cũng không có một cái sự đồng thuận à, nhưng mà khi chúng ta chỉ nhìn vào có sự tăng giảm phần trăm như vậy đó thì nó không có phản ánh được những cái sự kiện lịch sử quan trọng đang xảy ra trong thời điểm đó giống như là năm 2001 chúng ta có bong bóng dot com năm 2008 chúng ta có khủng hoảng bất động sản ở Hoa Kỳ và thật ra nó ảnh hưởng tới cả thế giới luôn cho nên chúng ta nhìn vào chỉ số tăng giảm này nó cũng không phản ánh được cái tình hình chung của thời điểm đó à, là những chuyện đang xảy ra nhưng mà khi mà chúng ta thấy được cái phần trăm tăng giảm nó cũng không có sự đồng thuận Không biết một số bạn sẽ chỉ ra là sau năm 1963 đó thì khi mà hiện tượng này xảy ra bốn lần sau đó thì điều cho thấy được là giá có cái phần dầm giảm sau đó Thì đây cũng là một cái dẫn chứng cho chúng ta Thì đây là cái hiện tượng xấu Thì cũng có thể các bạn nhưng mà làm sao chúng ta biết được Là cái lần kế tiếp khi mà cái hiện tượng này xảy ra với chỉ số SPX Thì kết quả lại không phải là ngược lại Chúng ta cũng không thể nào biết được các bạn Tại vì nếu chúng ta chỉ có một kết quả mà thôi đó Thì khả năng nó cao hơn Nhưng bây giờ chúng ta lại có hai kết quả như vậy Thứ nhì nữa đó là lịch sử này là lịch sử của chỉ số SPX các bạn S&P 500 chứ không phải của BTC đây là lần đầu tiên chúng ta thấy hiện tượng này xảy ra với BTC cho nên chúng ta không biết được là kết quả sẽ ra sao. Cái mà Thuận muốn chia sẻ ở đây đó là rất là nhiều bạn hỏi Thuận về chia sẻ cảm nghĩ về Giao Tử và Golden Cross. Và thật ra Thuận cũng đã từng chia sẻ nhiều lần với các bạn rồi. Thuận là một người mà đầu tư dài hạn thì trung minh giá vẫn tiếp tục là chiến lược của Thuận mà thôi còn về các bạn có muốn đưa ra quyết định khi các bạn nhìn thấy Dead Cross hay Golden Cross hay không thì đó là quyết định của mỗi người. Thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn là lịch sử không cho chúng ta một bức tranh rõ ràng và khả năng thì cả hai đều có. Nó không có một cái xác suất chính xác cao về bên nào hết tất các bạn. Chúng ta chỉ thấy được là nhìn vào cái hiện tượng của Golden Cross của nến ngày đó như thường chia sẻ mới đây hầu như 50 50 các bạn có thể tăng có thể giảm và đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta thấy Dead Cross ở cái nến tuần. Cho nên chúng ta hoàn toàn chỉ có thể đón mò mà thôi Và cũng có thể tương tự như là Golden Cross hay Death Cross của nến ngày Chúng ta sẽ không có được một cái sự đồng thuận nào về cái xu hướng giá cả sau đó Tại vì hai cái dấu hiệu này đó là hai cái dấu hiệu nó có độ chịu khoản rất là cao Và đó là điều Thùng muốn chia sẻ đây với các bạn tôi sẽ không mà dựa vào Death Cross hay Golden Cross để ra quyết định đầu tư cho bản thân của mình Nhưng mà thường chỉ muốn dành thời gian chia sẻ để các bạn có thêm tài liệu mà thôi đó là điều thứ nhì để nói tới điều chỉnh thứ nhất chúng ta vừa chia sẻ mới đây đó là sự ảnh hưởng của BUSD, cái giả thức thứ nhì đó là liên quan tới Dash Cross và Golden Cross, còn thứ ba thì muốn chia sẻ với các bạn đó là những động thái gần đây on-chain cho chúng ta thấy được là cái sự lạc quan thực sự đã trở lại và có rất là nhiều cái lực mua đến từ khắp nơi các bạn để thường chia sẻ thêm với các bạn à, đầu tiên hết chúng ta nhìn vào cái bài này được chia sẻ bởi sentiment thì uh, sentiment uh, chia sẻ đó là chúng ta có thể uh, nhìn thấy được là sau khi mà giá của BTC đó có cái uh, đợt suy giảm gần đây các bạn xuống tới mức là 21.000 đô đó thì sau đó chúng ta lại thấy được là có rất là nhiều những cái giao dịch hơn 1 triệu đô la liên quan tới BTC xuất hiện thì uh, đây là một trong uh, những cái dẫn chứng theo sentiment cho thấy được là chúng ta có sự hứng thú đến từ những nhà đầu tư mà có tiền, những cá vôi đây các bạn. Rất nhiều những giao dịch hơn 1 triệu đô la đã xảy ra trên mạng lưới của BTC và chúng ta biết đây là khả năng cao là những giao dịch bài chưa phải là sell tại vì đây là những giao dịch xuất hiện sau khi mà chúng ta có sự điều chỉnh giá à, ở mức là 21.700 đô rồi sau đó giá cả lại tăng trưởng trở lên thì sentiment có lòng tin là chúng ta đang thấy sự thu mua đến từ những nhà đầu tư có tiền rồi Kế đó nữa đó thì chúng ta được là đây là cái tài liệu đến từ Look on Chain. Thì Look on Chain đó theo dõi một số những địa chỉ ví ở trên USDC các bạn. À, công ty USDC này là công ty mà cung cấp đồng ổn định. Thì à, đương nhiên thuộc các bạn không có account trực tiếp với lại công ty Circle cung cấp đồng ổn định USDC. Nhưng mà những cái công ty lớn, những cái cá voi đó thì họ có account và giao dịch trực tiếp với lại công ty Circle. Thì khi mà Look on Chain đã theo dõi những cái... Đơn vị này giống như là Coinbase căn son uh, nghĩ là đây là Kraken nhưng mà viết thiếu chữ N. Cho chúng ta có OKX rồi chúng ta có một số những đơn vị mà khả năng cao là những cái uh, tổ chức đầu tư đó thì cái mà look on chain thấy được là chúng ta có một cái số lượng lớn USDC bị rút ra khỏi những cái account này uh, là 1,6 tỷ đô la còn cái số lượng mà nạp chỉ vô đó chỉ có là 0.2 tỷ đô la USDC mà thôi. Có nghĩa là Look on đó có lòng tin là những cá voi này họ rút 1.6 tỷ đô la và dùng cái đó để mà đi thu mua crypto ở trên những cái sàn giao dịch các bạn và đây là kết luận đến từ Look on Chain khi mà nhìn vào những cái ví của USDC và đây cũng tiếp tục là một dẫn chứng cho thấy được là chúng ta có động thái, nếu như mà sự thật đó, thì đây là động thái tiếp tục cho thấy được là có nhiều cá voi nhiều những tổ chức đầu tư thu mua. Và không chỉ riêng là BTC đâu, các bạn thấy được là chúng ta gần đây ra cũng có một cái bài chia sẻ đến sự sentiment. À, nói là ngay cả những altcoin chúng ta cũng thấy nhiều động thái luôn, giống như là Fetch.ai. Thì đây là một cái đồng AI thường nhớ đây là một chuyện đồng gần như đầu tiên được lên trên Binance Long Pass nhiều năm trước rồi và đồng này cũng một thời gian dài bị bỏ quên các bạn nhưng mà bây giờ gần đây với cái sự kiện AI ChatGPT dẫn đến đồng này một lần nữa lại được nhiều người nhắc đến thì chúng ta thấy được là có một số lượng lớn token FED à, 135 triệu token này đã đi đến một địa chỉ ví của một cá voi và không chỉ riêng này chúng ta nói tới những cái tài liệu on chain gần đây thân chia sẻ rất nhiều thông tin về các bạn à, liên quan đến công ty BlackRock liên quan tới quỹ đầu tư của George Soros liên quan tới những cái tài liệu tương tự các bạn chúng ta có rất là nhiều những cái công ty đầu tư forward uh, thu mua nhiều cổ phiếu của những công ty trong thị trường crypto này thường đã chia sẻ thông tin đó với các bạn uh, cách đây hai ngày uh, cho chúng ta thấy được là một phần là chúng ta thấy cái sự lo lắng đến từ nhiều người liên quan đến cái cuộc tấn công pháp lý gần đây nhưng một mặt khác uh, chúng ta lại thấy là những công ty forward hầu như là họ chẳng quan tâm các bạn thường sẽ chia sẻ một cái thông tin khác nữa với các bạn uh, liên quan tới uh, một cái công ty đào bây giờ họ vẫn tiếp tục thu mua nhiều những cái máy đào và tốc độ đào trên lưới BDC vẫn tiếp tục tăng lên và thậm chí gần đây đó, các bạn đã nhớ là chúng ta có một số những cái công ty đào ra cách đây vài tháng thì hầu như trên bờ phá sản rồi sau đó chúng ta đã thấy được là nhiều công ty phú wall lại chăm vốn vào và họ lại bây giờ lại tiếp tục hoạt động nữa và không bị phá sản chúng ta vẫn tiếp tục thấy những cái sự kiện nó xảy ra cho nên thuận vẫn là một cái quan điểm đó chúng ta thấy được là một phần đó thì sec liên tục đàn áp thị trường này một phần khác đó thì chúng ta đã thấy được là nhiều công ty phố wall ngài lại càng đi sâu vào và gần đây đó họ bỏ rất nhiều tiền để mà đi thu mua những công ty trong thị trường crypto này, ít cho họ đi thu mua phần lớn chứng khoán các bạn. Các bạn thấy được là cái ngân hàng mà có cái tầm quan trọng với lại crypto đó chính là Silvergate. Chúng ta chỉ nói riêng à, gần đây thôi một số những công ty lớn thì nhớ là ba bốn công ty gì đó trong đó có cái à, quỹ của Blackrock các bạn. À, bây giờ họ đã sở hữu hầu như là một phần năm của ngân hàng Silvergate rồi và đó là như chúng ta biết mà thôi có thể là còn nhiều những công ty khác họ không lên tiếng nhưng mà họ cũng sở hữu cổ phần của Silvergate và Silvergate là một phần rất quan trọng của thị trường crypto này thì tại sao họ lại đi mua như vậy à, đương nhiên không phải là tại vì họ nghĩ thị trường này sẽ biến mất hay là thị trường này sẽ Không được hồi phục họ đương nhiên có lòng tin về tương lai thị trường này cho nên họ mới bỏ cái số tiền như vậy vào để mà thu mua các bạn cho nên chúng ta có rất nhiều dẫn chứng là nhiều quỹ đầu tư lớn nhiều cá voi đó đang thu mua trong thị trường này và không chỉ riêng là những quỹ đầu tư lớn đâu các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là những ví nhỏ đó cũng có cái sự lạc quan hơn chúng ta nhìn vào những cái thông tin như là chúng ta thấy được là những địa chỉ ví btc mà có ít nhất là 0.01 BTC đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái đường màu cam bên dưới này đó thì vẫn liên tục có sự tăng trưởng có nghĩa là chúng ta vẫn thấy được là càng ngày lại có nhiều địa chỉ ví xuất hiện cho dù họ chỉ lưu trữ một phần nhỏ BTC thôi chúng ta vẫn thấy được là điều đó vẫn đang tiếp tục xảy ra và đang tiếp tục tiến tới các bạn chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là những địa chỉ ví mà có hơn 0.1 BTC có nghĩa là chúng ta thấy được là những địa chỉ ví mà có hơn 2.400 đô tính theo giá hiện tại đó một con số đối với thuận là không hề nhỏ đâu các bạn rất là nhiều người đó 2.400 đô là một con số cực kỳ lớn đối với họ nhưng chúng ta vẫn thấy được là cái đường màu vàng này vẫn tiếp tục có cái sự tăng trưởng các bạn nó tóm lại thì giả thuyết thứ ba này thật ra cũng không liên quan đến tin tức cũng không liên quan gì đến những cái sự kiện gần đây mà chỉ là mọi người đã từ từ lạc quan hơn chúng ta thấy được là có cái sự thu mua đến từ khắp nơi luôn không chỉ là đến từ những cái tổ chức đầu tư những cái vôi lớn mà những cái ví nhỏ cũng có dấu hiệu là có sự tăng trưởng luôn cho nên đây là giả thuyết mình thường cảm thấy là nó có cái khả năng cao nhất các bạn trên các bạn chúng ta không thể biết được tại sao mà giá cả lại có một cái sự tăng trưởng trong dòng tư đầu tuần tới bây giờ Thì có thể nói lên được là gần đây đó, chúng ta có nhiều cái thông tin tốt cũng có, xấu cũng có Nhưng mà nếu chúng ta sâu chuỗi lại thì chúng ta sẽ thấy được là sau lưng tất cả những cái thông tin này đó đều có cùng một cái thông điệp Là có nhiều những nhà đầu tư lớn đó họ đang thu mua những cái nền tảng trong thị trường crypto này Nếu các bạn có một cái suy nghĩ gì khác về tại sao mà giá tăng gần đây Các bạn hãy để lại comment ở bên dưới cái video này nhưng mà có một điều đó là khi mà chúng ta so sánh cái đường đi của giá đó so với là những cái chu kỳ trước đó Như là các bạn nhìn thấy được trên màn hình đó, cái mà màu xanh trên màn hình đây là chu kỳ năm 2013 Cái mà màu vàng trên màn hình đó là năm 2017 và cái màu đỏ đó là cái chu kỳ hiện bây giờ năm 2021 tới bây giờ các bạn Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là Tuy là không hoàn toàn giống nhau tại vì lịch sử nó không có lặp lại như là copy lẫn nhau mà nó có cái sự tương tự các bạn và chúng ta cũng nhìn thấy được là nếu như chúng ta so sánh những gì xảy ra à, với lại giá cả của BTC đó cho chu kỳ này so với hai trước đó thì cũng có nhiều điểm giống nhau các bạn nhất là khi chúng ta nhìn vào năm 2015 so sánh với năm 2019 so sánh với năm 2023 thì có rất là nhiều điểm giống nhau chúng ta cũng thấy được là năm 2014 là một năm rất là tệ một năm mà có nhiều cái phần trăm xuống giá của BTC liên tục và bắt đầu là tạo đáy năm 2014 cũng tương tự chúng ta nhìn thấy được là năm 2018 các bạn cuối năm đó thì chúng ta cũng thấy được là BTC đã chạm đáy và sau đó năm 2019 lại là cái thời điểm chúng ta bắt đầu có một cái sự tăng trưởng trở lại Hồi phục từ từ và cũng tương tự, nhiều người cho là chúng ta đã thấy đấy rồi Năm 2022 đó, cái thời điểm mà giá xuống còn khoảng chừng 15.000 đã là đáy rồi Và cũng tương tự như là năm 2019 và năm 2015 Cái dấu chấm màu đen này đó là cái thời điểm mà nhiều người cho là tương tự như là những chuyện trước đây Chúng ta cũng thấy được là có một cái sự uh, hồi phục nó giống như là năm 2019 hơn nhiều người cho là như vậy thì nhiều người vẫn nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục thấy được là giá cả có cái sự hồi phục tới một cái mức cao hơn bây giờ rồi sau đó chúng ta sẽ kết thúc ở một cái mức thấp hơn nhưng mà vẫn sẽ cao hơn cái mức mà chúng ta bắt đầu của đầu năm nay và có một cái người khác đó sau khi mà nhìn thấy cái biểu đồ thường như vừa chia sẻ đó thì người này nói là ông ta sẽ vẽ à, những cái đường này và ta sẽ đo coi là cái góc độ là bao nhiêu và <laughs> bạn thì được là ông ta vẽ những cái hình tam giác này và cho là cả ba cái đó thì có cái sự giống nhau nếu như mà dựa vào lịch sử đó thì chúng ta thấy được là năm sau là một cái năm mà chúng ta có thể thấy được giá của BTC có một cái sự đột phá sau khi mà có cái đợt bình thì thường sau khi mà có Bitcoin bình à, mỗi khoảng chừng 4 năm một lần à, thì khoảng chừng 6 cho đến 8 tháng sau đó chúng ta sẽ thấy được là giá sẽ có một cái sự tăng trưởng đáng kể rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào một cái đợt bull run kế tiếp dựa theo chu kỳ mỗi 4 năm các bạn thì đây là cái sự à, hy vọng của nhiều người và cũng là đồng tin của nhiều người các bạn và trong đó cũng có thuận trong đó thuận vẫn có cái lòng tin là chúng ta cũng sẽ thấy những cái sự kiện tương tự. Cho dù là giá cả nó sẽ không có đi theo những cái xu hướng của những chu kỳ trước đây y chang như vậy nhưng mà thuận thì vẫn có lòng tin là giá của BTC đó một là không có giá trị gì hết còn hai là nếu như BTC tiếp tục sống sót tiếp tục vững mạnh năm này qua năm nọ đó thì giá cả của BTC sẽ cực kỳ lớn sau này và đó cũng là lý do tại sao mà thuận mà nhiều bạn đầu tư. Tại vì chúng ta tin tưởng giá giá trị dài hạn của btc và mạng lưới này sẽ vững chắc có nhiều người tin tưởng hơn theo thời gian và cho dù gì đó, thì khi mà một ngày nào đó nếu như các bạn thực sự thấy giá cả lại một lần nữa đạt được đỉnh mới không biết là trong cái thời điểm mà giá xuống đó thì nhiều người không nghĩ đến nó giống như là một cái ước mơ xa vời lắm giống như là năm 2018 19 khi mà Thuận làm những cái video chia sẻ về những cái khả năng là BTC có thể đạt được 55.000 đô thì nhiều người lập tức bác bỏ các bạn tại vì thời điểm đó đó là rất là nhiều người đang rất là tiêu cực tại vì họ cảm thấy được giá cả cứ bị vui dập hoài như vậy và sau đó giá là có mức thấp Uh, khoảng chừng là 3.500 đô Một thời gian thì lại càng càng trái nặng hơn Cho nên họ không thể nào nhìn thấy được giá một ngày nào đó có khả năng tăng trưởng trở lại cũng giống như là bây giờ nếu như mà chúng ta nói tới giá cả một ngày nào đó sẽ lên từ 100 trăm đô hay hơn thế nữa thì nhiều bạn sẽ cảm thấy đó là một cái suy nghĩ xa vời trong khi giá bây giờ đó thì chỉ ở mức là 24.000 đô mà thôi nhưng mà đó vẫn là cái lòng tin các bạn và đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta đầu tư vào thị trường này tại vì chúng ta vẫn có lòng tin đây sẽ là một trong những cái loại tài sản rất là đáng giá sau này Ít ra đó là lòng của Thuận Và đương nhiên Thuận chỉ chia sẻ những gì mà Thuận có lòng tin mà thôi Mỗi người sẽ có mỗi một cái suy nghĩ và chúng ta có thể nhìn thấy được là cho dù là sau này giá cả một lần nữa lại đạt một cái đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ rất là nhiều Thì tới lúc đó nhiều người cũng sẽ phủ nhận tất cả và nói là chúng ta chỉ may mắn mà thôi Nhưng mà thật ra đó không gì may mắn đâu các bạn Đúng là chúng ta nhìn vào chu kỳ mỗi 4 năm đó thì chúng ta được là giống như là trên màn hình đó Thì chúng ta có thể được là năm 1, năm 2, năm 3 Năm thứ tư là cái năm mà có sự điều chỉnh tương tự như năm 2018, tương tự như năm 2022 mới đây rồi năm 1 trở lại đó thì chúng ta thấy một cái sự hồi phục Rồi năm 2 là cái năm mà chúng ta bắt đầu có Bitcoin Halving Năm thứ ba là cái năm mà chúng ta có sự đột phá Và năm thứ 4 là cái năm điều chỉnh Và cứ liên tục như vậy đó là xảy ra các bạn được là chúng ta đã qua được ba chu kỳ rồi Và chúng ta bắt đầu bước vào cái đợt chu kỳ lần thứ tư này thì nếu chúng ta nhìn như vậy đó thì nhiều người nói là chúng ta chỉ cần là mua tích lũy rồi đợi giá lên chút lời mà thôi rất là đơn giản thực sự mà nói cũng có thể nghĩ như vậy nhưng mà cũng không phải đâu các bạn nhiều người có thể cho là thu may mắn có thể mua được BTC ở những cái mức giá rẻ nhưng mà thật ra cũng không hẳn đâu tại vì các bạn nào mà theo dõi kênh thì cũng đã biết là Thường mua BTC từ lúc mà giá khoảng chừng là 800 đô rồi thượng mua lên tới cái mức là 20.000 đô các bạn năm 2017 à, thời điểm đó thường cũng không có bán tại vì thường lại có lòng tin là giá sẽ tăng lên nữa nhưng mà cuối cùng cái đó đã không đúng các bạn và chúng ta lại bước vào một cái chu kỳ downtrend lúc đó mùa đông lúc đó đã đẩy giá từ 20.000 xuống còn 3.000 thì lúc đó thường vẫn tiếp tục trung bình giá mặc dù các bạn đều là cũng không hề dễ đâu khi mà chúng ta có nhiều cái thông tin xấu các bạn liên tục được tung ra nhưng mà cuối cùng đó thì năm 2021 thường cũng đã có nhiều cơ hội để mà chốt lời thì lúc đó nhiều cũng nói là đó là may mắn mà thôi thực ra cũng không hẳn đâu cái mà biểu đồ giá sẽ không có cho các bạn một cách nhìn chính xác gì đang xảy ra đó chính là nó không phản ảnh được tâm lý của những cái lúc mà cực kỳ ảm đạm các bạn khi mà các bạn thì được là giá cứ liên tục đi xuống giá đi xuống là một phần chúng ta lại có à, nhiều cái thông tin xấu đi cùng với giá cả như vậy đó dù dập dù dập liên tục thì đó là cái sự dù dập về tâm lý các bạn không hề dễ đâu nếu như mà các bạn nào mà đã từng hoa đồ đã từng chung mình giá một thời gian dài các bạn sẽ biết là cái khó nhất không phải là chung mình giá các bạn các bạn đi làm các bạn để riêng một phần tiền các bạn chung mình giá các bạn bấm nút buy thì rất đơn giản mà thôi đâu có gì là khó khăn đâu cái khó khăn đó là các bạn có lòng tin bấm nút buy đó hay là không các bạn có chấp nhận được cái sự dù dập tâm lý trong mùa đạo trang hay không đó là cái sự quyết định của một người thành công và thất bại khi chúng ta chung mình giá dài hạn Thank <laughs> you.